Một giây nhìn tướng rốn đoán ngay tương lai giàu sang phú quý hay nghèo khó hết đời. Xin kính chào quý anh chị đang quay trở lại với chương trình Nhân Tướng Học của kênh Phong Thủy May Mắn, trực thuộc công ty kiến trúc Phong Thủy Độc Tài. Theo Nhân Tướng Học, mỗi người sinh ra đều mang những nét tướng riêng và nó là yếu tố quan trọng nói lên tính cách số phận của mình. Có người thì trời sinh nét đẹp phú quý, giàu sang, người thì mang nét bất hạnh, cả đời long đong vất vả, suốt kiếp chẳng bao giờ được dư giả, lại chịu thiệt thòi về hôn nhân, con cái, vốn là bộ phận ít được quan tâm. Nhưng trong Nhân Tướng Học, bộ phận này có thể cho bạn biết cuộc đời mình có thuận lợi hay không. Vốn là bộ phận biểu thị cho trí tuệ và phúc lộc của con người. Nhìn vào hình dáng của nó có thể đoán biết được số phận của một người. Trong chương trình này, Phong Thủy May Mắn sẽ chia sẻ cho anh chị cách xem tướng tại vị trí này. Mời quý anh chị cùng theo dõi. Rốn là huyệt vị duy nhất trên cơ thể, có thể dùng tay sờ và nhìn thấy bằng mắt. Nó liên kết nội tuyến với 12 kinh mạch, lục phủ ngũ tạng, tứ chi ngũ quan, cả da thịt và gân. Vì vậy mà từ xưa nó đã được người hành nghề y xem như là một huyệt vị trong việc chẩn trị bệnh. Từ Nhân Tướng Học mà nói, rốn nằm ở trí tuệ và phúc lộc của con người. Từ hình dạng, độ nông sâu, lớn nhỏ, chiều hướng và vị trí có thể tìm hiểu trí tuệ cao thấp, phúc lộc lớn nhỏ của một người. Độ nông sâu của rốn. Rốn tốt là rốn phải sâu, không lồi ra ngoài. Độ sâu tốt nhất là khoảng một đốt ngón tay. Những người có rốn sâu thường thông minh, học hành giỏi giang, sự nghiệp tốt, dễ dàng thăng quan tiến chức về sự sáng tạo và may mắn của mình. Người có rốn nông hoặc là rốn lồi ra ngoài thường thiếu sự may mắn, cũng một phần là do họ không khéo ăn nói, cư xử và thiếu mềm dẻo trong cách giải quyết vấn đề. Họ thường nhẹ dạ cả tin, dễ bị người khác mê hoặc xúi dục hoặc làm theo người khác một cách mù quáng. Độ dài hẹp của miệng rốn. Những tướng rốn được xem là tốt thì phải có miệng rộng. Người này có tài vận thịnh vượng, gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống. Dù làm nghề gì cũng gặp nhiều may mắn, quý nhân phù trợ, cuộc sống sung túc, giàu sang. Người có miệng rốn nhỏ hẹp trên đường đời gặp nhiều gian nan thử thách, kém may mắn. Họ thường nhiều công sức, làm việc vất vả hơn nhưng kết quả lại không được như ý muốn. Độ lớn nhỏ của rốn. Rốn vừa to vừa sâu được xem là sự may mắn cát tường. Người có rốn này có sự hiểu biết cao rộng, học một hiểu 10, thông minh uyên bác, cho nên rất dễ trở thành những người lãnh đạo, người đứng đầu, làm chủ, làm thầy mọi người. Rốn mà nhỏ và nông, báo hiệu cuộc đời người này vất vả, gặp nhiều khổ cực, thăng trầm. Những người rốn nhỏ và lồi lên thì không chỉ cuộc sống khó khăn mà sức khỏe cũng yếu kém. Đối với phụ nữ, nếu rốn quá nhỏ cũng phản ánh về khả năng mang thai kém. Đàn ông rốn nhỏ thì kém sang, thiếu chí khí, không có tính kiên nhẫn. Nhìn chung, dù là nam hay nữ, nếu có rốn nhỏ thì đều không tốt, sức sống yếu đuối, cuộc đời nhiều thăng trầm. Chiều rốn hướng lên xuống. Những ai có rốn sâu, to và hướng lên trên thuộc về các tướng, làm việc gì cũng có quý nhân giúp đỡ, cuộc sống như ý. Còn ngược lại, người có rốn hướng xuống phía dưới, cả đời sẽ khốn khó vất vả. Người này nên tránh làm kinh doanh, đầu tư vì rất dễ gặp xui rủi dẫn đến phá sản. Vị trí rốn. Nếu như rốn nằm về phía bụng trên, chủ nhân có cuộc sống nhàn hạ, không lo cái ăn cái mặc. Chỉ cần họ nỗ lực một chút thì ắt sẽ gặt hái được nhiều thành công. Nếu rốn ở phía bụng dưới hay là thấp hơn, cho thấy người này tài vận không tốt, không giỏi quản lý tài chính, thường gặp khó khăn trong cuộc sống. Người này nên tập thói quen tích lũy của cải để cuộc sống đỡ vất vả hơn. Hình dáng rốn. Rốn có hình dạng tròn hoặc là vuông là cát tường. Người có rốn này giàu lòng bác ái, sống chan hòa, thương yêu, giúp đỡ người xung quanh. Họ cũng được nhiều quý nhân phù trợ, dễ gặt hái được thành công. Hình dáng rốn không tròn vành rõ ràng mà méo mó siêu vẹo, cho thấy chủ nhân của nó thường không may mắn trong cuộc sống, phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách.
Tuy nhiên, nếu biết cố gắng phấn đấu sống tốt với mọi người, trau dồi cải thiện bản thân thì có thể cuộc sống sẽ dễ thở hơn, những vận xui cũng giảm bớt. Về mặt sức khỏe, từ xa xưa, người hành nghề y đã biết cách chẩn đoán bệnh tật qua rốn, cũng như là căn cứ vào hình dáng, kích cỡ, màu sắc rốn để dự đoán về sức khỏe. Các bạn trẻ ngày nay vì chạy theo trào lưu mà đeo khuyên khắp nơi trên cơ thể như một cách tự khẳng định đẳng cấp của mình. Khuyên tai, khuyên mũi và cả khuyên rốn. Kỳ thực trong nhân tướng học, các loại bấm lỗ trên cơ thể người đều thuộc về phá tướng. Nó có thể làm tổn hại đến phúc phận của người đó. Vì vậy, ngoại trừ việc đeo hoa tai truyền thống ở nữ giới thì nên hạn chế việc đeo khuyên ở những bộ phận khác trên cơ thể. Và ở phần tiếp theo trong chương trình lần này, Phong thủy may mắn sẽ giúp anh chị điểm mặt ra những tướng số quan trọng thường gặp phải khi xem tướng về vị trí rốn. Rốn nhỏ hẹp. Theo nhân tướng học, rốn nhỏ mà nông là dấu hiệu của những người có cuộc sống khó khăn vất vả. Người có miệng rốn nhỏ hẹp sẽ gặp nhiều gian nan trên đường đời. Họ thường bỏ nhiều công sức nhưng kết quả lại không như ý muốn. Rốn rộng, sâu. Rốn vừa to vừa sâu là biểu hiện của sự may mắn cát tường. Những người sở hữu chiếc rốn rộng sâu thường được đánh giá là thông minh, có chí làm giàu. Họ dễ trở thành lãnh đạo, người đứng đầu, làm chủ. Họ vừa có đầu óc kinh doanh, quản lý tài chính tốt, lại có tài lãnh đạo nên luôn được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp hỗ trợ. Nếu theo nghiệp buôn bán, những người có tướng số, rốn rộng sâu sẽ được nhiều tài lộc, có của ăn của để. Rốn có nốt ruồi. Nốt ruồi xuất hiện ở gần rốn là dáng rốn ngậm ngọc. Người có tướng rốn này báo hiệu sẽ ăn nên làm ra, tiền tài đều phát. Trong cuộc đời họ có thể gặp khó khăn, bị người khác hãm hại, nhưng mọi chuyện đều sẽ vượt qua dễ dàng và được hưởng cuộc sống viên mãn. Về mặt tình cảm, người có nốt ruồi ở rốn được hưởng cuộc sống tình cảm êm ấm, hôn nhân viên mãn, hạnh phúc bền lâu. Rốn giọt nước. Rốn có hình giọt nước là người cực kỳ đào hoa, họ có thể không quá nổi bật về ngoại hình hay là tài giỏi, giàu sang, nhưng luôn có một sức hút lớn đối với những người xung quanh. Dù được nhiều người yêu thầm, nhưng họ vẫn luôn là con người chung thủy với nửa kia của mình. Càng có tuổi, những người này càng hạnh phúc, mỹ mãn. Rốn hình tròn hoặc hình vuông. Đây là tướng rốn cát tường. Những người có rốn như vậy thường sống trang hòa hay giúp đỡ mọi người. Trong cuộc sống, họ dễ gặp được quý nhân phù trợ, làm việc sẽ gặt hái được thành công. Ngược lại, nếu tướng rốn méo mó, không rõ ràng, đó là dấu hiệu báo rằng chủ nhân của nó sẽ gặp phải nhiều khó khăn thử thách. Tuy nhiên, nếu biết cố gắng phấn đấu trau dồi bản thân, thì cuộc sống sẽ được thoải mái và phát triển theo hướng tốt đẹp hơn. Ở phần tiếp theo của chương trình, Phong thủy may mắn sẽ giúp anh chị điểm mặt ra 4 trong số 12 con giáp sẽ có đường công danh sự nghiệp tốt nhất trong năm 2020, có thể sẽ gặt hái được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ. Đầu tiên phải kể đến đó là tuổi Sửu. Mệnh chủ tuổi Sửu và năm Canh Tý có thái tuế tương trợ, sự nghiệp ổn định thăng tiến. Sự nghiệp là trọng tâm của năm nên dễ dàng có được quý nhân phù trợ, nhưng đừng hấp tấp ham cái thành công trước mắt. Cùng với đó, con đường sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Sửu cũng sẽ có những trắc trở do hung thần thiên công gây ra, khiến cho mệnh chủ sẽ có lúc định hướng không thật sự rõ ràng, dễ bị tiểu nhân ám toán dẫn tới thất bại trong gang tấc. Về sự nghiệp của tuổi Sửu, trong năm 2020, canh kim lộ xuất thương quan, tí thủy tọa thứ tài. Trong năm nên tăng cường hợp tác làm ăn kinh doanh, tiến hành các chiến dịch quảng cáo, thành tích đạt được sẽ tăng cao, sự thành công cũng theo đó mà tới, các dự án sẽ tự tìm đến tận nơi. Vậy nên đừng quên mang theo bên mình kim bài thái tuế năm 2020 để được may mắn bình an. Tuổi Sửu cần phải tập trung cụ thể vào một số hạng mục, mà ở đây thì các dự án thủy lợi, thủy sản, ẩm thực sẽ có lợi hơn cả. Bạn dễ dàng tìm được đối tác đáng tin cậy để bắt tay nhau trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nếu nói về chuyện thăng quan tiến chức của năm nay thì tuổi Sửu không có tín hiệu rõ rệt.
tuế can lộ xuất thương quang tinh, tượng trưng cho sự kích động và xung đột với cấp trên. Vì thế, nếu muốn đạt được chức vị cao hơn thì khá là khó, trừ khi bạn có được thành tích làm việc cực xuất sắc, đó sẽ là tấm bằng để bạn tiến lên. Một số ít người tuổi Sửu vẫn có cơ may thăng chức nhưng không quá lớn, gần như là thay đổi chức vụ, vị trí làm việc mà thôi. Vậy nên hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu. Tuổi Dần. Theo dõi tử vi của tuổi Dần vào năm 2020 có thiên ấn và chính ấn cùng cho mệnh. Chuyện học hành, thi cử, lấy bằng cấp, chuyển việc, xin việc, thăng quan tiến chức sẽ vô cùng dễ dàng. Song bản mệnh cũng đừng quá chủ quan bởi cơ hội trong năm không nhiều, nếu không biết nắm bắt thì cũng khó có thể xoay chuyển được vận mệnh. Cần phải chủ động tìm kiếm, nắm giữ cơ hội dành cho mình, đừng chần chừ do dự. Con giáp này có thể tiến hành đầu tư vào các dự án về tài chính cũng khá là tốt, nên dành thời gian để học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm cho mình. Con giáp này vào vận trình năm 2020 có canh kim thiên quan tọa thái tuế chính ấn trong năm đường tài lộc khá tốt. Mệnh chủ sẽ đạt được sự tăng tiến trong lương thưởng và mức đãi ngộ. Quý nhân của tuổi Hổ có thể là nữ mệnh lớn tuổi trong nhà hoặc người thân lớn tuổi về phía bên họ ngoại. Các dự án liên quan đến ẩm thực, đồ ăn uống, thủy lợi, thủy sản sẽ dễ thu lợi về tay. Song dù làm gì thì cũng cần phải chủ động, sáng tạo. Thấy cơ hội tới là có thể dùng hết sức lực để nắm giữ cho mình. Cuộc sống không mấy dễ dàng, nhưng vẫn phải nhìn về tương lai mà sống. Năm nay, người tuổi Dần muốn tăng cường tài lộc và sự nghiệp của mình, hãy thỉnh ngay pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để chiêu mời quý nhân hóa giải thị phi, giúp kích hoạt tài lộc và sự nghiệp của người tuổi Dần một bước lên mây. Tuổi Tỵ trong năm 2020 phạm tam tai, con giáp này phải đối mặt với những áp lực nhất định, mối quan hệ với cấp trên thì không được tốt. Cấp trên có thể không thể hiện rõ ràng ra bên ngoài, nhưng có thể âm thầm để ý quan sát tuổi Tỵ. Chỉ cần con giáp này sơ suất lơ là, thiếu tập trung là có thể nhận lời khiển trách ngay lập tức. Họ không trực tiếp gây áp lực cho con giáp này, tuy nhiên cần phải tự biết mà nhắc nhở bản thân. Bởi đó có thể là cách mà cấp trên đang thăm dò thực lực để quyết định những vị trí trong tương lai cho bạn. Công việc thì không quá phức tạp nhưng không có cơ hội thăng tiến khiến cho con giáp này nhục chí, chán nản. Điều đó có thể dẫn đến hành động lơ là, hậu quả là bản mệnh sẽ bị cấp trên nghiêm khắc nhắc nhở, trách phạt. Khoảng thời gian này không có áp lực thực sự nhưng vô cố những điều khó khăn mà những chú rắn phải chịu đựng. Bởi đây có thể là thời điểm thử thách được đặt ra cho bản mệnh. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, người tuổi Tỵ hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu. Tuy cơ may không nhiều, nhưng nếu con giáp này biết kiên cường giữ vững mục tiêu, cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để chứng tỏ năng lực của mình, thì sớm muộn gì cũng sẽ có được đền đáp mà thôi. Năm 2020 này, tuổi Tỵ không có cơ may thăng quan tiến chức, nhưng cũng đừng vì thế mà buông xuôi, càng nhiều khó khăn thì càng phải cố gắng, nắm bắt từng cơ hội, dù ít ỏi để chứng minh thể hiện năng lực của mình. Hãy nỗ lực để tạo chỗ đứng vững chắc cho mình, cố gắng tuân thủ những quy định đã được đề ra, làm việc theo đúng trình tự, đừng tự lách luật mà gây rắc rối cho chính mình. Tuổi Mùi. Vào năm 2020 thì tuổi Mùi, tuy nhiên thì điều an ủi là bản mệnh khá có duyên nếu làm trong lĩnh vực kinh doanh tài chính. Nếu biết nắm bắt thời cơ, sẽ gặp được cơ hội để thể hiện tài năng và năng lực của mình. Thế nhưng bên cạnh đó, dưới tác động của thiên quan, bản mệnh dễ nói năng không suy nghĩ, tính tình nóng nảy nên hay vướng phải thị phi, nảy sinh mâu thuẫn với cấp trên. Quan hệ với cấp trên không được mấy hòa hợp khiến việc tăng chức, tăng lương trở nên khó khăn, chỉ có thể dựa vào chính khả năng và thành tích của bản thân. Sự nghiệp của tuổi Mùi vào năm 2020 do thiên can canh kim lộ xuất thương quan, còn địa chi tí thủy lộ xuất thiên tài, đồng thời tí mùi tạo nên cục diện tương hại, nên sự nghiệp của tuổi Mùi có khởi sắc nhưng cũng tiềm tàng nguy hiểm. Công việc phát triển khá tốt nhưng cần phải đề phòng tai họa ngầm. Chuyện rắc rối thị phi có thể xuất hiện khá thường xuyên, khiến bản mệnh cần phải cẩn thận, ứng phó, chú ý trong các mối quan hệ xã giao. Do ảnh hưởng của thái tuế nên bản mệnh thường cảm thấy mệt mỏi, uể oải, không có ý chí chiến đấu. Chính những lúc này là lúc cần phải cực kỳ cẩn thận, tránh gây ra những sai lầm hoặc thiệt hại đáng tiếc. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, hóa giải xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới, mệnh chủ tuổi Mùi hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi.
Ngoài ra, các gia chủ tuổi Mùi trong năm nay cần phải phân rõ việc công và tư, không để chuyện tình cảm gây ảnh hưởng đến quyết định của mình. Bên cạnh bạn có người tốt kẻ xấu, bạn cần phải có khả năng quan sát tinh tế nhạy bén để biết ai là người thực sự với mình, còn ai chỉ là kẻ nịnh hót để kiếm lợi cho bản thân. Trên đây là bốn con giáp có tố chất hơn người nên sẽ mau chóng giàu có thịnh vượng. Bạn có nằm trong bốn con giáp này hay không? Nếu không thì hãy cùng like, đăng ký kênh để theo dõi các chương trình sau xem có mặt con giáp của tụi mình hay không nhé. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi và để lại thông tin mong muốn của mình phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video sau.